CEO người Singapore Mê Hương Giang điển trai chơi toàn xí sang. Mát Liêu là một CEO của công ty chuyên về lĩnh vực cơ khí, đang tìm hiểu Hoa hậu chuyển giữa quốc tế 2018 Hương Giang. Cả hai dắt tay nhau ra vị sau khi được kết đôi tại chương trình Người ấy là ai? Xuất hiện trên sân khấu, Mát Liêu gây chú ý bởi vẻ ngoài điển trai nụ cười sáng, đến với Việt Nam sinh sống và làm việc được 4 năm nên tiếng Việt của anh cũng khá là sỏi. Ma Liêu khẳng định lý do đến với chương trình là để tìm hiểu Hương Giang. Anh nói đã tìm rất nhiều về Hương Giang và thích một người phụ nữ thông minh giống như vậy. Khi được hỏi về vấn đề có ngại không khi yêu một người phụ nữ như Hương Giang và có thể cô sẽ không cho anh được một gia đình với những đứa trẻ, Ma Liêu cho rằng đó còn phụ thuộc vào sự tìm hiểu sau này và tất nhiên là vấn đề về những đứa trẻ sẽ có nhiều cách để giải quyết. Khi quyết định tìm hiểu một cô gái chuyện dưới, Ma Liêu còn được bố mẹ động viên. Mát Liêu chia sẻ mình là người có chứng kiến, thường đưa ra quyết định riêng, không phụ thuộc quá nhiều vào gia đình. Trong quá khứ khi đến Việt Nam anh từng quen một người gần 3 năm nhưng mà đã chia tay do tính cách không hợp nhau, thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Mát Liêu và Hương Giang đang trong giai đoạn tìm hiểu, anh chụp ảnh cùng với mẹ Hương Giang và gia đình họ giảm bụt sau khi kết thúc chương trình. Trong đời thường thì Mát Liêu mê thể thao thường đi đánh gôn hoặc là chèo thuyền. Anh là người mê tốc độ thường xuyên xuất hiện bên những chiếc dĩa hộp sang trọng. Anh còn có hồi bạn chung sở thích này. Má Liêu thường lái xe đi du lịch. Nam CEO coi là một tay chơi hàng hiệu. Anh xem con số 7 là con số may mắn của mình.